Xin chào các em, chào mừng các em quay trở lại với khóa học khoa học tự nhiên lớp 6 của trang web olm.vn Ở bài trước, các em được tìm hiểu rằng muốn quan sát rõ gần của lá cây thì ta dùng kính lúc Tuy nhiên, để quan sát tế bào của chiếc lá này thì ta phải dùng đến kính hiển vi đấy các em ạ Kính hiển vi sẽ giúp các em tìm hiểu về thế giới vi mô Vậy hôm nay Ta hãy cùng tìm hiểu về cách sử dụng kính hiển vi trong bài 4, sử dụng kính hiển vi quang học. Trong bài học này, các sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau. Thứ nhất, tìm hiểu về kính hiển vi quang học. Thứ hai, sử dụng kính hiển vi quang học. Và thứ ba là bảo quản kính hiển vi quang học bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài học đây là hình ảnh của kính hiển vi quang học đấy các em ạ và kính hiển vi quang học thì gồm có bốn hệ thống thứ nhất là hệ thống phóng đại gồm có vật kính và thị kính và thứ hai là hệ thống giá đỡ gồm có chân kính thân kính bàn kính và kẹp giữ mẫu. Hệ thống tiếp theo là hệ thống chiếu sáng, gồm có đèn chiếu sáng, gương phản chiếu ánh sáng và màn chắn sáng. Và cuối cùng là hệ thống điều chỉnh độ dịch chuyển của ống kính. Hệ thống này thì gồm có ốc to, chính là núm chỉnh thô, và ốc nhỏ là núm chỉnh tinh vậy kem có biết trong bốn hệ thống này thì hệ thống nào là quan trọng nhất đối với kính hiển vi quang học không đó chính là hệ thống phóng đại gồm vật kính và thị kính đấy kem ạ và ở bài trước thì kem được tìm hiểu về kính lúc vậy kem còn nhớ kính lúc có công dụng gì không kem đã ghi nhớ bài rất tốt kính lúc có tác dụng phóng to ảnh của một vật được quan sát từ 3 đến 20 lần. Và như ở đầu bài cô đã giới thiệu thì kính lúp có thể giúp chúng ta quan sát rõ gân của lá cây. Tuy nhiên thì kính hiển vi có thể quan sát được tế bào của lá cây. Như vậy thì kính hiển vi phải có khả năng phóng to ảnh nhiều hơn kính lúp đúng không? Vậy kính hiển vi quang học mà thường sử dụng trong các phòng thực hành thì có thể phóng to ảnh của vật được quan sát khoảng từ 40 cho đến tận 3.000 lần đấy các em ạ. Tiếp theo, cô có một số vật như sau. Côn trùng, vi khuẩn, các tép bưởi, con run đất, tế bào động vật và tế bào thực vật. Trong những vật này thì các em hãy cho cô biết các vật nào có thể được quan sát bằng kính lúp. Và các vật nào thì phải dùng kính hiển vi mới quan sát được nhé? Chúc mừng kèm đã trả lời đúng. Các vật có thể được quan sát bằng kính lúc đó chính là côn trùng, con run đất và các tép bưởi. Còn muốn quan sát được các tế bào hay vi khuẩn thì kèm phải sử dụng đến kính hiển vi quang học. Bây giờ kèm hãy quan sát một số hình ảnh thu được từ kính hiển vi quang học nhé. Kem ạ, à, đây chính là trùng roi xanh, một cơ thể động vật đơn bào cỡ nhỏ, sấp xỉ 0,05mm. Các loài trùng roi xanh này thì sống trong nước ngọt, ao, hồ, đầm ruộng và kể cả vũng nước mưa đấy kem ạ. À. Và đây là hồng cầu. Thành phần chiếm 96% tế bào máu, có chứa huyết sắc tố giúp máu có màu đỏ. Còn hình ảnh này, kem có biết là gì không? Đó chính là xương người dưới ống kính hiển vi. Thế giới vi mô thật là thú vị và đáng kinh ngạc đúng không các em? Qua đó thì các em cũng thấy rằng là kính hiển vi có vai trò to lớn trong việc nghiên cứu thế giới vi mô. Những sự vật mà mắt thường chúng ta không thể quan sát được Chuyển sang nội dung tiếp theo Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng kính hiển vi quang học Bây giờ, kem hãy sắp xếp các bước sử dụng kính hiển vi quang học qua câu hỏi tương tác sau Chúc mừng kem đã trả lời đúng Các bước sử dụng kính hiển vi quang học đó là Bước 1 Chọn vật kính thích hợp có thể là 10x, 40x và 100x theo mục đích quan sát. Các số liệu này thì được ghi trên vật kính và cho chúng ta biết khả năng phóng đại ảnh của vật kính. Chẳng hạn, vật kính có ghi 40x thì ảnh quan sát được sẽ gấp 40 lần so với vật đấy các em ạ. Bước thứ hai là chúng ta phải điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính bước thứ ba đặt tiêu bản lên bàn kính dùng kẹp để giữ tiêu bản sau đó vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính gần sát vào tiêu bản và lưu ý rằng là ta phải cẩn thận không để mặt của vật kính chạm vào tiêu bản bước 4. mắt nhìn vào thị kính vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật lên từ từ. Và bước cuối cùng đó là vặn ốc nhỏ thật chậm đến khi ta nhìn thấy mẫu vật thật rõ nét. Kèm hãy ghi nhớ các bước sử dụng kính hiển vi quang học nhé. Chuyển sang nội dung cuối cùng của bài học, đó là phần 3, bảo quản kính hiển vi quang học. Kèm hãy suy nghĩ và cho cô biết kính hiển vi quang học nên được bảo quản như thế nào nhé. Đúng rồi đấy các em ạ. À. Ta nên bảo quản kính hiển vi quang học như sau. Khi di chuyển kính hiển vi thì một tay phải cầm vào thân kính, và tay còn lại thì đỡ đế chân kính. Và thứ hai là phải để kính hiển vi trên bề mặt phẳng. Thứ ba không được để tay ướt hay tay bẩn lên kính hiển vi và cuối cùng đó là lau thị kính và vật kính bằng giấy chuyên dụng trước và sau khi dùng việc chúng ta lau thị kính và vật kính sẽ giúp cho hình ảnh quan sát được rõ nét hơn mặt khác ta phải lau bằng giấy chuyên dụng để tránh xước hoặc hư hại đến bề mặt của vật kính và thị kính Tổng kết lại, trong bài học này thì kem cần ghi nhớ những nội dung sau. Kính hiển vi quang học là dụng cụ có thể phóng to ảnh của vật được quan sát khoảng từ 40 cho đến 3.000 lần. Và kem cũng cần nhớ rằng ta phải sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học đúng cách. Xin cảm ơn kem đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm.vn